Xin chào mừng tôi thầy các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở trong clip ngày hôm nay thì Minh Vũ này tiếp tục cập bến được duy nhất 3 đôi loa RTF Bass 32 của Đức các bác nhé. Tình trạng loa thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Tất cả bên trong là zin nguyên bản các bác nhé. Ở trong những clip trước thì Minh Vũ cũng có giới thiệu về nội thất ruột gan của dòng loa này. Với công suất của nó là 450W quả. Bát rất là sâu nhưng chép thì rất là sáng. Bát 32 loa rất đẹp. Ở đây thì Minh Vũ đang test cho bác khách ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước ấy. Đây, vang số Shiso T3 hàng bãi. Con này thì cực kỳ là hay nhá. Đấy, mic Bayer này. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 6 7. Nghe cái tiếng hay không? Cái tiếng ở cái cấu hình mode 4 này, Minh Vũ cài chuyên nghiệp. Đấy. Chuyên nghiệp cho các bác nếu chất giọng tốt hát cái cấu hình mode 4 rất là hay nhá. Còn sang cái cấu hình mode 3. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 echo. 1 2 3 4 5 6. Thực sự trong những dòng van số trên thị trường hiện nay thì có Shiso T3 và X12. Và Shiso T3 này thì cái tiếng make echo reverb nó rất là ngọt nhá các bác nhá, cực kỳ ngọt luôn, kể cả thằng X12 này. Đấy. Hay lắm. Còn sang cái cấu hình mode 2 này thì mình cũng cài đặt chế độ reverb. Các bác nghe tiếng reverb nó hay lắm các bác. Thì 1 2 6 5 6 7 8 9 10. Còn ở cái cấu hình mode 1 này thì ai cũng có thể hát được các bác. Không biết hát đi chăng nữa thì hát cấu hình này cũng rất là dễ hát nhá. 1 2 6 7 cái tiếng vừa echo vừa reverb nó rất là nhẹ, nó hòa quyện thì chúng ta bật nhạc lên hát. Với mức giá thì Minh Vũ đang bán Shiso T3 là 3.100.000, giá chưa bao gồm phí ship. Còn đây Minh Vũ đang nhắc là đẩy DK máy NA 600, con này thì Minh Vũ đang bán mức giá là 5.000.000 các bác nhé. Còn đối với dòng loa RTF Bass 32 của Đức, Minh Vũ đang bán mức giá là 11.500.000. Đó, dòng loa này thì cực kỳ là hay nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm hay liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua hai số máy. Đây. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Địa chỉ tại khu Phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sở Đỏ Trinh, Hải Dương. Ngoài mẫu vang Shiso T3 ra, Minh Vũ còn rất là nhiều mẫu khác. Đấy. Bây giờ chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là đã đến Tết rất là nhanh. Các bác mua sắm sớm nhé. Đợi gần Tết, quá Tết thì mặt hàng tất cả nó đều lên thì lúc đấy mình mua. Nhiều khi cũng không lựa chọn được những cái mặt hàng đẹp. Tại vì Trung Quốc nó đang dịch và tình trạng hàng hóa nó đang khan hiếm và hàng về rất là khó.